Kính chào quý cô chú anh chị trở lại với kênh Bonsai Cần Thơ. Hôm nay mời quý cô chú anh chị về chỗ của em Thành Công ha. Nơi đây là thuộc huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Mời quý cô chú anh chị giao lưu với em Công một số phô mai ha và phô mai quế. Nói chung là đa dạng luôn. Rồi bây giờ mời cô chú anh chị gặp Thành Công để biết chi tiết ha. Rồi chào kênh Bonsai Cần Thơ nha. Rồi, em tên là Thành Công, địa chỉ là Thế Hội Kế Sách Sóc Trăng. Rồi, số điện thoại của em là Số điện thoại em là 0386 837 447. Cũng là số Zalo của em luôn. Hôm nay em về là 15 phôi. Trong đó có 11 phôi mai và 4 phôi nguyệt quế. Đa dạng luôn ha. Dạ đa dạng luôn. Dạ giờ chào bà con là vô cây số 1. Cái làm đo chiều cao á. Chiều cao là 44. Rồi. Quỳnh thân là 37 tại vị trí này. Để xác rồi. Rồi ok. Rồi bà con coi củ đế giùm em nha. Nghe mặt đế là 40 nha. Rồi. Rồi báo giá luôn cây này là 1 triệu nha. Báo ship toàn quốc. Rồi. Rồi đổi cây luôn. Rồi cây số 2 luôn ha. Rồi phôi màu vàng. Rồi. Rồi để nôm luôn nha. Dạ. Em xin đo thông số luôn nha. Chiều cao 25 nha. Hoành tại vị trí này là 30. Rồi em đo đế sổ luôn. Đế sổ là 20 luôn nha. Rồi đường kính bầu là 27 luôn. Rồi cây này em báo giá là 2 triệu luôn nha bà con ơi. 2 triệu ha. Dạ. Dạ bao ship toàn quốc luôn. Rồi đi vô cây số 3 mà con ơi. Xin đôi thông số luôn. Rồi chiều cao là 50 luôn. Hoành tại vị trí này là 31 luôn. Rồi 31. Dạ. Dạ để đặt luôn. Đường kính bầu là 37 luôn. Rồi quay cho bà con xem củ đế nha. Đang kéo mạnh ha. Dạ. Rồi xin báo giá cây số 3 là 3 triệu 2 luôn nha. Rồi đổi cây luôn. Rồi bao ship toàn quốc luôn. Rồi, địa chỉ của em là Thế Hội Kế Sách Sóc Trăng. Số điện thoại của em là 0836 837 447 cũng là số Zalo của em luôn. Rồi em đi vào cây số 4 luôn, xin đo thông số luôn. Chiều cao là 55 luôn. Dạ tới mặt rễ. Hoành là 28 luôn ạ. Rồi. Ngang củ đế là 40 45 luôn. Xù luôn rồi, xù chảy luôn rồi con. Rồi quay vòng cho con xem nha. Để nôm ha. Dạ để nôm luôn ạ. Rồi em báo giá cây số 4 này là 2 triệu 7 luôn. Bao ship toàn quốc luôn nha. Rồi đổi cây luôn. Rồi em đo cây số 5 luôn. Chiều cao là 65 luôn. Tại vị trí này hoành 33 luôn. Rồi. Đế ngang là 50 luôn. Rồi củ đế đặt luôn.
Rồi cây số 5 này em xin báo giá là 4 triệu luôn, bao ship toàn quốc luôn. Rồi cây số 6 à. Rồi, xe cho bà con xem cũ đấy à. Dạ, lùng lực ạ. Rồi em xin đo chiều cao luôn à. Cao là 63. Hoành tại vị trí này là 39 nè. Ok. Đế ngang là 60. Đường kính bầu là 60. Rồi. Này là đế bự bự không à. Ghế. Rồi xe nhẹ cho bà con coi cái nha. Rồi báo giá cây số 6 này là 5 triệu 2 luôn nha. Bao ship toàn quốc nha. 5 triệu 2. Dạ ok. Rồi đổi cây luôn. Rồi cây số 7 luôn nha bà con. Rồi xin đo thông số cây số 7 luôn. Chiều cao là 65 luôn. Hoành tại vị trí này là 51. Đường kính bầu là 62 luôn. Rồi quay vòng cho bà con cô bác coi nha. Dạ để chảy đều chứ. Rồi cây số 7 này em xin báo giá là 5 triệu 4 luôn. Rồi đổi cây luôn. Rồi cây số 8 luôn con ơi. Rồi em quay nhẹ cho con coi cái. Rồi em xin đo thông số cái này luôn. Phỏng phỏng là có 1m8 à. 8 chiều cao. Tại vị trí hoành này là 57. Đường kính bầu là 67. Ok này dán là phu thê luôn rồi, xù luôn nha bà con. Rồi cái này già cái gì vô chậu là chơi nha bà con. Rồi cây số 8 này em xin báo giá là 7,6 triệu luôn. Quậy cắn đàn không? Rồi. Rồi em xin giao lưu với bà con là cây mai tứ quý nha bà con. Mã số 10, mã số 9, số 9. À, số 9. Đúng rồi, số 10. Số 10 đi có gì không? Rồi, mã số 10 luôn. Số 10 là một cây mai tứ quý luôn, dáng bay luôn. Đế dày đặc luôn. Rồi em xin đo thông số luôn. Chiều cao là 1,5m luôn. Rồi dáng bay ra 1,5m luôn anh ơi. Rồi em xin đo hoành luôn. Hoành tại trí này 47 nha. Rồi 47. Dạ rồi. Tài canh đầy đủ chưa ha. Rồi tài canh đầy đủ luôn. Dáng bay cắt ra. Rồi em xin báo giá cây số 10 này là 12,5 triệu luôn nha. Bao ship toàn quốc luôn nha bà con ơi.
À, cây số 10 là 12 triệu rưỡi. Rồi, xuống ngay luôn. Xuống đây luôn kìa. Rồi, đẩy lại đi, hồi sữa. Cây số 9 hả? Cây số 9. Thôi vừa luôn. Rồi, cây số 9 nha bà con, cũng là một cây phôi mai tứ quý nha. Rồi, em quay cho bà con coi nha. Dạ. Chỉ cần bỏ đều lực luôn. Rồi, xin đo chiều cao luôn. Chiều cao là 110. Đo cành phóng này ra là 95. Tại vị trí hoành này là 47. Dạ cũng lỡ. Rồi, quay vòng con coi. Rồi, cây số 9 này báo giá là 6 triệu ạ. À. Rồi bao ship toàn quốc luôn. 6 triệu ship toàn quốc luôn. Rồi rồi. Rồi. Cây mã số 11 là một cây mai 5 cánh mai tàn nha. Cái này là cao khoảng 4 mét anh. 4 mét. Tán ngang là có 5 mét. Thoát thân là 20. Nâng cây ha. Nên nâng cây. Hoành 47 luôn. Rồi. Vũ đế là cỡ 200. 200. Rồi đế đặt luôn. Đế đều luôn. Lên xù nhẹ. Đây, xù lên xù nhẹ. Đây, xù. Này đi thay keo lại thôi. Đế hình dung đế luôn. Quá trời đế. Đo cái dạo bầu luôn. Dạo bầu là 40 ha. Khá lớn ha. Đường kính bầu là 90. Rồi. Rồi cây 11 này em báo giá là 27 triệu. Dạ. Ship bao ship 300 cây số bà con. À, xa nữa là thương lượng nha bà con. Cây này to quá. Rồi. Rồi. 43 cây nguyệt quế. Rồi mình xin giao lưu là cái phôi nguyệt quế. Cây này cây số 12, mã số 12. Và mình xin đo thông số luôn. Thông tài đầy đủ nha. Chiều cao là 108 luôn. Hoành tại vị trí này là 32. Đường kính bầu là 63 luôn. Rồi mua dài vòng cho bà con coi. Rồi đang chỗ bông luôn đây. Cái này vô chậu là chơi rồi. Rồi cây 12 này em xin báo giá là 1 triệu 2 luôn. Dạ, bao ship 300 cây nha. Rồi, xin vô lưu cây nguyệt quế số 13 luôn nha. Rồi, cây này dán bay nha. Dọng dưới xe luôn nha bà con. Rồi, cành gơi luôn. Rồi.
Ok, nó hơi bị lũa trên đây chút mà nó quá đá rồi, không sao bà con. Rồi, cứng nha. Cứng rồi. Làm đo cái cành bay ra nè. 80. Lũa chỗ này luôn nha bà con. Mà nó quá đá rồi, không sao. Chút đo không? Dạ, có một chút. Hoàn tại vị trí này là 46 luôn. Đường kính bầu là 67 luôn. Rồi dán bonsai luôn. Quay vòng luôn cho ta coi cái bộ đế bên kia luôn. Nhức nách luôn ha. Chữ A luôn ha. Vòng nó đi quá trái luôn. Rồi giá vô luôn. Rồi cây 13 này em xin báo giá là 1.3 triệu luôn ha. Ship 300 cây. Rồi cây số 14 luôn bà con ơi. Cũng là một cây việt quế luôn. Tàn đa luôn. Rồi em đo thông số chiều cao luôn. Chiều cao là 140 ra. Rồi. Quỳnh tại vị trí này là 57. 57. Chân cổ ha, chân. Dạ dạ, chân eo luôn. Rồi. Rồi em đo được kính bầu. Được kính bầu là 56 luôn. Rồi em quay vòng cho bà con xem. Rồi cây 14 này em xin báo giá là 1.500.000 luôn. Bao ship 300 cây nha bà con. 300 cây nữa ha. Dạ, xa quá rồi thương lượng nha. Cây này. Cây này dữ tận. Rồi tiếp tục mã số 15 ha. Rồi cây một cây việt quế. Cú clip nha, cây số 15. Thành phẩm. Cái này thành phẩm mắc mâm nha bà con. Anh qua bên đây nè. Lên mâm hết trơn ha. Dạ lên mâm hết rồi. Chi nhạo đầy đủ nha. Em xin đo thông số luôn. Cây này cao khoảng là 2 m. Để em xin đo cái hoành luôn. Hoành tại vị trí này là 39. Rồi 39 hoành. Dạ. Dạ cây dữ ha. Dạ, đường kính mặt bầu là 66. Rồi. Cây này già cây rồi. Rồi quay vòng vô bác xem nha. Rồi quay tiếp luôn. Tiếp cây lên nha. Lần dạng nó bán nhiêu vậy đó. Hả? Lần dạng bán nhiêu mua về tặng cái bông không vậy? Cái lá. Rồi cây này bao ship 300 cây luôn bà con. Thiệt à, phải lấy lá vỗ chưa sửa luôn ha, lên mâm hết trời ha. Dạ lên mâm hết rồi, thành phẩm rồi. Lên đầu rồi. Thành rồi em xin báo này. Giá cây này là 3.500.000 luôn nha bà con. 3.500.000 ship 300 cây ha. Dạ 3.500.000 ship 300 cây. Để trồng đậu mà lấy lá vỗ. Rồi, chào cô chú anh chị đi trong. Dạ em xin chào cô chú anh chị, này cũng là clip đầu tiên, mong cô chú cô chị anh chị ủng hộ em để có động lực làm clip khác. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi đến cuối video ha. Cô chú anh chị có yêu thích cây nào thì liên hệ với số điện thoại của Thành Công ha. Có Zalo luôn. Rồi, xin kính chào tạm biệt.